thế mà con cái xe xúc lặt đây, có turbo tăng áp luôn nè, làm nhá mát bằng nhớt luôn nè, đây turbo tăng áp luôn nè. Mình chưa xác định được máy nào, máy hàng về anh em nào biết máy gì comment cho mình nha. Có turbo tăng áp luôn nè, bốn máy nè, chưa rửa ra rửa cũng đẹp nè. Đây này cũng cao nè bà con, đây này là tôi chậm nha, theo mình thì cái máy là máy Kubota nè, chắc chắn là Kubota rồi. Nên nào biết alo nha, 0886356137. Đây thông số kỹ thuật nó đây. Tăng bô tăng áp đồng quang. Anh có một cái đó chứ. Cái mới cái đĩa hay gì? Cái bao sóng là được rồi. Cái đó nó lấy không? Thôi. Anh xúc lật. Cái hiệu nó là Xuân Lanh, máy nổ các bà con. Bốn máy luôn. Giờ không còn chắc chắn. Thông số kỹ thuật nó đây. Đây số giờ của nó 6.405 giờ. Có đầy đủ không con? À, thông số nó nè. Là xe tiêu chuẩn của châu Âu nè, Canada, Hoa Kỳ nè. Ok, máy này Kubota 4 máy. Đúng rồi, Kubota 4 máy nha bà con. Có turbo tăng áp luôn. Kubota